Tôi thích bóng bàn, cầu lông, quần vợt. Tôi không phải là một người xuất sắc, chỉ những cử động đánh bóng, đánh cầu với mê hoặc tôi. Thế nhưng trước đây tôi đã từng chơi rất tệ. Tôi đã phải luyện tập rất nhiều. Mặc dù bây giờ tôi vẫn hay đánh trượt, nhưng càng chơi tôi càng hứng thú và còn được nâng cao kỹ năng. Có thể tôi học chậm, có thể tôi chưa chơi hay, nhưng chẳng có gì khiến tôi ngại. Tôi không cần năng khiếu để thỏa mãn đam mê. Dù không có ý định chơi chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn bám vợt vì tiếng bóng cuốn hút tôi.